hàng năm, mỗi vụ lúa, bà con vùng đồng bằng sông Cửu Long phải chi đến hàng triệu đồng để diệt lúa cỏ. Làm thế nào xử lý lúa cỏ hiệu quả, giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho bà con? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 21 tháng 5 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Hồ Văn Chiến.